Và xin chào mọi người để đến với video mới thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái cách mà để chỉnh sửa direct cái đồ họa của chiếc đến mức cuối cùng như trong cái video mà mình mới làm cách đây khoảng một ngày, nói cái video Full HD đây. Thì đây, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một chút là về cái này nó sẽ sử dụng cái Regedit là để có thể chỉnh sửa những cái thông số ẩn, chung là những cái thông số mà thường sử dụng ở trong những cái ứng dụng như này chẳng hạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhấn cho mình Windows R, Windows cộng R, hoặc là bạn sẽ tìm cho mình luôn ở trên này Regedit, lấy ra luôn cái này đó, bạn sẽ nhấn vào đây cho mình, hoặc là nếu không bạn dùng Windows R bạn sẽ ok cho mình. Đầu tiên thì bạn sẽ tìm cho mình cái user, sau đấy chọn vào software. Ở đây thì bạn sẽ lướt xuống tìm cái Wooden Wooden này, sau các bạn sẽ tìm cái phần Trung Quốc để cho mình. Ở đây thì nó sẽ có những thông số như kiểu frame này, là frame limit này, là cái phần mà FPS giới hạn của nó đây, như bạn thấy thấy FPS limitation này, đây là tốc độ chuột này. Còn về phần đồ họa ấy thì bạn có thể tìm được ở phần gì nhỉ, em quên mất, em đợi mình chút. Nó là phần quality vậy, à, text quality đây. Bạn nên tìm cho mình text quality H3924 nhé. Đây bạn nhìn vào đây. Thì ở đây nó sẽ có giới hạn từ 0 cho đến 100. Thì ở đây ví dụ mình để 100 là max đây, như cái trong cái stream của mình từ trước đó. Thì đây là phần 100 bạn ạ. Còn cái phần dưới đây thì mình chưa test, cái này các bạn có thể thử. Tại vì mình cũng chưa chưa có test xem là nó sẽ có cái tác dụng gì ở trong cái này. Đây mình sẽ vào thử một phòng ở đây cho anh em xem cái mức độ direct của nó. Ví dụ là mình sẽ vào phòng này nhé, đây. Xong mình sẽ vào đây, ok chưa? Thì bây giờ các bạn sẽ thấy được cái kết quả của nó như trong cái video trước mình đã làm. Đây em đợi chút để load nhé. FPS thì mình chưa nâng cái gì cả nên là nó vẫn để 60 thôi. Đây các bạn nhìn thấy này, direct hết xuống từ mức của nó, túi ngủ túi mịt luôn, bạn có thể thấy này. Đó, đây các bạn có thể nhìn thấy nhân vật này, đó mặt nó coi như là biến dạng hết luôn, sao còn được không này, dao này, boss này, đau 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 đau, đó em nhìn thấy boss bật phép giúp tôi rồi. Nên cho xem bot bật ép đây, anh em sẽ nhìn thấy được này. Đó, anh em thấy chưa? Direct đồ họa đến mức cuối cùng luôn. Còn đâu là về cái phần text kia thì mình chưa test. Cái này mình chưa test này các bạn. Nên là nếu anh em muốn trải nghiệm thì anh mới thử nhé. Nói chung là nó không bị ban game hay là nó bị ảnh hưởng gì đến game đâu. Anh em có thể thoải mái test. Đó. Còn giờ thì mình xin phép. Chúc em trải nghiệm vui vẻ. Đó. Cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ follow TikTok của mình anh em nhé. TikTok của mình ở đây tại đây. Anh có thể xem ở phần mô tả tiktok.com địch cháu a còng rikagm 194. Anh em nhớ follow cho mình nhé để mình sau mình có thể phát triển content bên này. Mong anh em ủng hộ. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye, hẹn anh em clip sau để hướng dẫn về unlock FPS anh em nhé. Cảm ơn anh em.